Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Ghi nhận tại hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La. Hội đồng nhân dân phường Trường An, xã Trường Sơn tổ chức kỳ họp thứ tư. Cuối chương trình có phóng sự, công an thành phố Sơn La đấu tranh kiên quyết với tội phạm ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Đây là dịp biểu dương khích lệ những diễn viên không chuyên, tạo cơ hội cho các đơn vị trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố về đội thi thành phố tại hội diễn lần này. Tham gia hội diễn thành phố đã thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng gồm 35 nam nữ diễn viên nghệ nhân thuộc các xã phường trên địa bàn đội đã xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện với mong muốn mang đến phần thi diễn tốt nhất trong một thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi đã thành lập được một đoàn nghệ thuật quần chúng à, gồm 35 diễn viên à, và mỗi một người thì đều ở những cái cơ quan đơn vị khác nhau thì Tuy nhiên thì các anh chị em cũng đều dành những cái thời gian à, tâm huyết trách nhiệm À, để cùng với thành phố xây dựng được một cái chương trình nghệ thuật gắn liền với sự phát triển của à, thành phố Sơn La. Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La, đoàn thành phố mang đến một chương trình gồm các bài hát, múa, hòa tấu, nhạc cụ với chủ đề ca ngợi đảng, bác hồ, quê hương đổi mới và phần trình diễn trang phục dân tộc nguyên bản và trang phục dân tộc cải biên nâng cao. Hội diễn không chỉ là dịp đánh giá phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, mà còn là dịp cho những người làm công tác văn hóa, các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở các cơ quan đơn vị trường học và các xã phường, thị trấn, bản, tổ, tiểu khu, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ngày một toàn diện. Lần nào được tham gia thì Duy Sơn cũng cảm thấy rất là háo hức được góp một sức nhỏ của mình vào cái phong trào nghệ thuật quần chúng của thành phố nói riêng cũng như là của tỉnh nói chung. Công tác chuẩn bị của cái đợt này hơi gấp gáp bởi vì mỗi một diễn viên đều có một cái công việc riêng rất là bận. Nhưng do nhờ cái sự quyết tâm của cả đội thì chương trình vừa rồi của đoàn cũng đã đạt được những kết quả như mong muốn. Với sự quan tâm của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực của tập thể nam nữ diễn viên. Đội thi của thành phố đã đạt giải nhất toàn đoàn, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Hội đồng nhân dân phường Trường An, xã Trường Sôm đã tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy có ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, song kinh tế của phường Trường An tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá ước tính tổng thu nhập đạt 115 tỷ đồng, tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh và chăm sóc trên 800 hecta cây ăn quả và cây cà phê, cũng như tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Công tác văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Các nhà trường đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, gắn với hoàn thành nhiệm vụ năm học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả đã tặng 230 xuất quà cho các đối tượng chính sách, quốc phòng được đảm bảo, an ninh trật tự được tăng cường, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri quan tâm. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã Trường Sôm khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự đồng thuận của nhân dân, mặc dù còn nhiều khó khăn, song xã Trường Sôm tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cơ sở hạ tầng được từng bước hoàn thiện. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 80,9% so với dự toán thành phố giao năm 2022. Kết quả trên đất dốc đạt 182 ha, đạt 100% chỉ tiêu giao. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, đã cải tạo sửa chữa 4 nhà văn hóa, vận động người dân đi tiêm chủng đầy đủ, đã có 3.402 người trên 18 tuổi được tiêm mũi 3, đạt 85,4% kế hoạch. Cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm. Ban Chỉ huy quân sự Phường Tô Hiệu đã tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ dân quân Phường Tô Hiệu sẽ được học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam quản lý bảo vệ biên giới quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nội dung cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2022. Nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và luật biển Việt Nam tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông huấn luyện về quân sự các nội dung điều lệnh đội ngũ tiểu đội, trung đội, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu, thực hành ném liệu đạn, trúng đích, tổ dân quân chiến đấu khi có bạo loạn, trung đội dân quân đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối bạo loạn, đồng thời tập bắn súng tiểu liên AK, thực hành bắn bài 1 súng tiểu liên AK. Thưa quý vị và các bạn, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy rất cam go khốc liệt, nhất là ở thời điểm hiện nay. Các loại tội phạm ngày càng có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Chính vì vậy, thời gian qua, công an thành phố Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên các mặt công tác. Trong đó chỉ đạo nội nghiệp vụ, công an các xã phường nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng, thành lập các tổ tuần tra lưu động, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phóng sự sau sẽ phần nào giúp cho quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về công việc thầm lặng nhưng lắm trông gai này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2019, sau khi nghe lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè, anh Tòng Văn Hạc ở bản Khoang xã Trường Ngân đã lâm vào con đường ma túy. Anh Hạc cho biết, mỗi lần lên cơn nghiện là anh lại đánh đập vợ con, tài sản có giá trị của gia đình anh đều mang đi bán hết. Sau vài lần được cán bộ công an xã đến tuyên truyền, vận động anh đi cai nghiện, anh đã quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. 18 tháng cai nghiện ở cơ sở, anh trở về gia đình, chú tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp vợ con quyết tâm không để tái nghiện. Trước đây bản thân tôi đã từng lầm lỗi, bước vào con đường nghiện ma túy. Giờ đây tôi cảm thấy rất ân hận về việc làm của mình. Khi trở về địa phương, tôi cũng được các cán bộ công an xã và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách để giúp những người như tôi được hòa nhập cộng đồng. Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, thời gian qua công an xã trường ngân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy tại các bản tiểu khu, chủ trì tham mưu lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ giáo dục tại xã, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, tổ chức quản lý người cai nghiện tự nguyện tại gia đình. công an xã ông làm tốt cái công tác dân vận duy trì và phát huy hiệu quả cái mô hình dân vận khéo về quản lý giáo dục giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy để tái hòa nhập cộng đồng. Thì mỗi người nghiện, người sau cai nghiện ma túy đều được cấp ủy chính quyền địa phương rất quan tâm, được giao về cho các nhóm liên gia tự quản cùng với gia đình, nhà trường, tổ bản để phối hợp quản lý giúp đỡ. Tuy không phải nơi trọng điểm về tội phạm ma túy, nhưng hoạt động của các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để đấu tranh với tội phạm ma túy Công an thành phố đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, lực lượng công an các xã phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phòng chống ma túy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự và những hoạt động thiết thực, ý thức chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm của nhân dân được nâng cao. Sau một thời gian cuối năm 2021 và đầu năm 2022 triển khai công tác phát giác và tố giác tội phạm thì cơ sở cũng đạt được những hiệu quả nhất định và đã đưa được một số các cái đối tượng mà có cái biểu hiện về tàng trữ trái phép và sử dụng trái phép chất ma túy đưa vào cái quản lý cộng đồng. Mặc dù hiện nay các đối tượng phạm tội ma túy trên địa bàn thành phố không hình thành ổ nhóm đường dây lớn nhưng tình hình hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy ở các khu dân cư vùng nông thôn vẫn diễn ra phức tạp đồng thời các đối tượng còn liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đã liên kết bắt giữ được nhiều vụ tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, công an thành phố, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tập trung vào các tuyến địa bàn, các tụ điểm phức tạp về ma túy, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công chấn áp tội phạm về ma túy. Từ đầu năm đến nay, đội đã phát hiện xử lý 106 vụ bằng 114 đối tượng vận chuyển trái phép trên ma túy thu giữ trên 332 gram heroin, 14.415 viên ma túy tổng hợp, 13,116 gram thuốc lắc, 3,318 gram ketamin. Bên cạnh đó, đội còn chủ động phối hợp với công an các xã phường, tham mưu với các ủy chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và đấu tranh với các loại tội phạm ma túy trên địa bàn. Đội đã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an cấp xã, phường trong công tác quản lý đối tượng sử dụng trái phép trên ma túy. Xác minh thẩm tra lý lịch nơi cư trú của đối tượng này. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã gọi hỏi dân đe kiểm điểm trên 120 lượt đối tượng liên quan đến ma túy lập 23 hồ sơ quản lý người nghiện. Theo quy định 50 hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Theo lãnh đạo công an thành phố cho biết, số người nghiện ma túy đang trẻ hóa và có nhiều thủ đoạn đối phó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc lập hồ sơ xử lý. Tội phạm ma túy lợi dụng triệt đề các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng. Không những vậy, công tác tham mưu, nhất là tham mưu cho các ủy đảng, chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng chống ma túy giữa các lực lượng, các ngành, các cấp có lúc có nơi chưa quyết liệt. Lực lượng công an phường chỉ đạo của cảnh sát khu vực bám nắm địa bàn, sát sao thường xuyên xuống địa bàn phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ dân phố, nhóm liên gia tự quản tuyên truyền cho ký cam kết đối với các cái cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ và nắm quản lý cái di biến động về dân cư, các cái trường hợp nào mà nghi có biểu hiện liên quan là chúng tôi xây dựng kế hoạch và và có biện pháp bằng các cái biện pháp nghiệp vụ để chúng tôi xác minh, giải quyết, à, xử lý theo quy định để phòng ngừa ngăn chặn không để cái tệ nạn ma túy ở các địa phương khác xâm nhập vào địa bàn. Ngoài công tác bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy, lực lượng chức năng của công an thành phố còn tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy, hàng năm tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền về tác hại của ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân. xác định tội phạm và tệ nạn ma túy là nguồn gốc phát sinh của nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản và xâm hại sức khỏe của người khác. Do đó, trong thời gian tới, lãnh đạo công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an phường xã thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, quan tâm công tác điều tra cơ bản nhằm phát hiện số đối tượng mới phát sinh về tội phạm tệ nạn ma túy để kiên quyết đấu tranh triệt xóa. Thời gian tới dự báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tiếp tục diễn biến khó lường với phương thức thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi xảo quyệt. Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng công an thành phố Sơn La tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời lực lượng chức năng xác định những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy để tổ chức phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, gìn giữ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.